Bữa nay đi Vũng Tàu với nhỏ bạn mà tao nói nó say xe, nó ói từ trời nắng qua tới trời mưa, ói dài dài từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu luôn vậy đó, ngồi kế bên mà muốn tiền đình với nó luôn. Bừa đáp tới Vương quốc Vũng Tàu là phải đi ăn lẩu cá đuối liền, bị ghiền bị mê dữ lắm. Ở Sài Gòn cũng có lẩu cá đuối mà, nhưng mà ăn ở dưới Vũng Tàu cái cảm giác nó lạ lắm, ăn nó có tụ, nó có không khí, nó ngon hơn nhiều. Sáng đi chưa kịp ăn gì hết trơn, nó đói rã cái họng luôn. Vậy đó mà ăn miếng lẩu vô thấy phơi phới cuộc đời, thấy khỏe liền, tỉnh hẳn luôn. Bởi vậy tao nói tình yêu chỉ là chân giả thôi, ăn uống là chân ái mà. Húp miếng nước lẩu nó chua chua ngọt ngọt, nóng ấm nguyên bộ đồ lòng. Giờ gắp miếng cá đuối ra ăn mới thỏa mãn nè. Ừ là chờ cá đuối nó mềm mềm dai dai. Mê cá đuối ở chỗ là toàn thịt với sụn, không có mấy cái xương cứng cứng khó chịu. Tới cái món này là mực sữa chiên nước mắm nha. Cứ hễ xuống đây ăn lẩu cá đuối là phải kèm thêm dĩa mực sữa vậy mới chịu. Mực nhỏ nhỏ người ta chiên giòn lên, xong là áo với lại miếng nước mắm kẹo kẹo ngọt ngọt. Thiệt luôn, ăn cái món này dính dã man, càng nhai là càng mê không có dứt lại được luôn á. Ăn uống no sai là về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng mà cũng không quên tấp qua tạo thêm ly rau má đậu xanh cho nó thỏa mãn. Gì chứ mình cũng phàm ăn tục uống lắm, vừa ăn lẩu no căng bụng luôn mà một hai đòi ly bự, uống lết lết gì đó tới chiều là lại đi uống cà phê tiếp. Ui ui ui, cái quán này xinh dã man nha, quán này ngay biển luôn, vừa ngắm biển vừa ngắm trai xinh gái đẹp. Ta nói ai vô đây cũng tập trung sống ảo hết trơn, chỉ có cái đứa không ảo vì quá ảo như mình thì mới ngồi tập trung uống nước thôi. Có điều vô đây là phải gọi nước, đi bao nhiêu người là gọi bấy nhiêu ly nước, nếu không là người ta sẽ phụ thu đó. Nhưng mà nha, ngồi đó buổi tối hay bị muỗi cắn lắm, mình có cảm giác như mình bị cắn suốt một ký mỡ luôn, sợ hãi quá lật đật đi ăn lại liền. Cái tiệm mì thảy ở trên đường 3CU này quá nổi tiếng rồi, cơ mà hôm nay cũng là lần đầu mình ăn thôi. Hơi buồn tẹo là ở đây người ta xài hộp giấy không à, là mình có cảm giác là như đang ăn đồ ăn nhanh á, ăn cảm thấy nó không có thích bằng ăn tô ăn chén đâu. Kể cả cái muỗng thì người ta cũng cho muỗng nhựa à. Bạn mình nó kêu hoành thánh cho nên nó cho mình cục ăn thử, còn mình thì kêu tô mì khô sườn. Cá nhân mình thì thấy ăn cũng ngon, nhất là cái cục sườn ở đây ăn khá là mềm và thơm, sợi mì dai dai nhưng mà nước trộn thì cũng bình thường thôi, không có đặc sắc lắm. Cái thứ duy nhất mà làm mình lưu luyến ở đây là cục sườn thôi à, kể cả nước chấm ở đây cũng chỉ có nước tương với ớt à. Nhưng mà lạ lắm nghe, cục sườn vậy chấm nước tương lúc đầu mình tưởng không ngon, tự vì thấy nó thường quá đó, ai có dè đâu nó ngon không tưởng mọi người ơi. Sườn chấm với lại nước tương ớt thôi đó, không có một miếng gia vị nào trơn ráo mà ăn cũng cuốn dã man. Ăn uống cỡ đó mà chưa hết đâu, tới tầm tối tối là đi ngắm biển, mà dòng cái thứ ngắm biển không đâu có đặn, phải vác thêm ổ bánh mì nhai nhai cho cơ hàm nó năng động. À không hiểu sao mỗi lần mà mình đi du lịch là bao tử mình nó phát huy hết tác dụng, mở rộng sức chứa tới mức tối đa để mình có ăn uống gì cũng không phải nề hà, làm cho mình ăn hết món này tới món kia mà vẫn muốn ăn nữa. Rồi tới cái gói xoài này là hứa nha, món cuối rồi đó, không có ăn gì nữa đâu, no lắm là no rồi, muốn gì thì mai ăn tiếp. Thiệt tình là với cái đứa mà đam mê ăn uống như mình thì tới chỗ nào là thần thực độ chỗ đó, ăn bất cứ cái món gì cũng thấy ngon. Phải nói là đúng cái kiểu hữu duyên luôn đó.